Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ sáu ngày 29 tháng 7. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Vĩnh Long họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2022. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Vĩnh Long tích cực hỗ trợ phương tiện dán thẻ thu phí không dừng, chuẩn bị từ ngày 1 tháng 8 tới đây, tất cả các tuyến cao tốc chỉ thu phí không dừng. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng quân đội, công an, ngoại giao và các bộ ban ngành trung ương đã chủ động nắm chắc, cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình xung đột Nga-Ukraine, kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các quan điểm chủ trương, đối sách ban đầu đúng đắn phù hợp. Theo Chủ tịch nước, thời gian qua, các thế lực thù địch phản động tiếp tục thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò của Đảng với nhiều âm mưu thủ đoạn ngầm, tinh vi và khó nhận diện hơn. Cùng với đó tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội, tác động hướng tới việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật của nước ta nhằm thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trước tình hình trên, Hội đồng đề nghị lực lượng công an và các lực lượng liên quan thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động nhằm chuyển hóa nội bộ, tác động chính sách của các thế lực thù địch phản động. Hội đồng cũng đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ứng phó, xử lý trước mắt và lâu dài để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng quốc gia. Hội đồng cũng thảo luận và cho ý kiến về tình hình an ninh tài chính, tiền tệ thời gian qua và dự báo tình hình thời gian tới. Hội đồng đề nghị lực lượng công an và các lực lượng liên quan thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách cũng như triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiều nay tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, 92 năm qua, ngành tuyên giáo cả nước nói chung và ngành tuyên giáo Vĩnh Long luôn giữ vị trí vai trò hàng đầu, đặc biệt trong công cuộc hội nhập toàn cầu hiện nay, với phương châm chủ động, nhạy bén, thuyết phục, tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng làm việc và đi sau tổng kết, hướng mạnh về cơ sở. Ngành tuyên giáo tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên những động lực tinh thần mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, cán bộ công chức viên chức ngành tuyên giáo tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Về trách nhiệm của mình, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ ban tuyên giáo, cán bộ tuyên giáo tỉnh nhà hứa quyết tâm tiếp tục trân trọng, gìn giữ và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo cán bộ tuyên giáo tỉnh nhà đã dày công xây dựng vun đắp, đồng thời luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cống hiến công sức và trí tuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp ủy tin tưởng giao phó. Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ tuyên giáo và ngành tuyên giáo nói chung, cũng rất cần sự đồng hành, quan tâm,
động viên chia sẻ và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của các cô chú, các anh chị lãnh đạo ban tuyên giáo qua các thời kỳ, để đội ngũ những người cán bộ làm công tác tuyên giáo hôm nay có thêm động lực, vững niềm tin thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ cấp ủy giao. Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng 5 kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành tuyên giáo của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bình Tân. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, và gần 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.657 đoàn viên thanh niên thuộc 45 tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong khối vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Các phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, với tổng giá trị thực hiện hơn 10,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng đảng cũng được chú trọng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đề nghị đoàn khối cần có giải pháp đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn cấp cơ sở chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất, chủ động tích cực và là lực lượng nòng cốt tham gia công cuộc chuyển đổi số toàn diện, đồng thời tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều nay tại trường Chính trị Phạm Hùng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022, đến dự công Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau 3 ngày học tập và nghiên cứu 6 chuyên đề, các cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trong tỉnh được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ trong việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết thúc khóa học, 113 học viên được nhận chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các nhà hảo tâm vừa tổ chức trao tặng quà cho 200 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Long Hồ, Mang Thít và thành phố Vĩnh Long. Mỗi người được tặng một phần quà trị giá 350.000 đồng, gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị các phần quà là 70 triệu đồng do sự chung tay của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10 tháng 8. Qua đó động viên các nạn nhân vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Sáng nay, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức bế mạc và khen thưởng các mô hình xuất sắc tham dự hội thi sáng tạo mô hình xây dựng năm 2022. Hội thi có hơn 240 sinh viên dự thi 25 mô hình ở các chủ đề kiến trúc, kết cấu, nền móng và thi công. Các nhóm dự thi phải thuyết trình về mục tiêu, phạm vi ứng dụng của mô hình, nguyên vật liệu chế tạo mô hình, quy trình và kinh phí thực hiện mô hình. Dựa trên các tiêu chí về tính giáo dục ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện mô hình, tính thẩm mỹ, tính kinh tế và đặc biệt là tính sáng tạo cùng với phần thuyết trình, ban giám khảo đã chọn ra 17 mô hình để trao giải. Trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các mô hình đạt giải sẽ được trưng bày phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng nay, màu áo xanh tình nguyện của sinh viên các trường đại học cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã có mặt ở nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long. Tại huyện Vũng Liêm, hơn 280 sinh viên của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc hữu ích. Qua đó vừa phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, vừa thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ.
nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Đây là công trình thắp sáng đường Tha La, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, vừa được các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ địa phương thực hiện. Công trình có chiều dài 1.900 m, gồm 50 trụ đèn năng lượng mặt trời, trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, trường hỗ trợ 65 triệu đồng, còn lại người dân đóng góp. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo niềm vui phấn khởi cho người dân địa phương. Ngoài các công trình do trường vận động hỗ trợ thực hiện trong chiến dịch, các đội hình sinh viên tình nguyện cũng vận động thêm các nguồn kinh phí để hỗ trợ địa phương xây dựng nhà ở cho hộ dân còn khó khăn về nhà ở, tổ chức thăm gia đình chính sách hay tạo sân chơi hè cho thiếu nhi trên địa bàn. Được các em sinh viên tình nguyện về hỗ trợ được 40 triệu đồng và ngày công làm thì cũng rất là mừng. Có được căn nhà thì tôi cũng ráng là lo cho con đi học, tới nơi tới chốn và cũng ráng thoát nghèo luôn. Chiến sĩ của tụi em đã dành ra khoảng thời gian 2 tuần để làm các công việc và như gói quà, như là bán thêm các mặt hàng gây quỹ như là đồ ăn, là móc khóa hoặc là dây đeo thẻ hay là kẹp tóc để có thể vận động được cái nguồn kinh phí khoảng được hơn 40 triệu đồng cho các hoạt động công trình ở xã Tân An luôn. Khi mà tụi em hoàn thành được những công trình đó thì tụi em càng thấy những công trình đó ý nghĩa hơn rất là nhiều. Trong chiến dịch mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có 284 chiến sĩ về hoạt động 6 xã thuộc địa bàn huyện Vũng Liêm. Với phương châm an toàn, kỷ luật, thiết thực, hiệu quả, các bạn trẻ đã hỗ trợ thực hiện một cầu giao thông nông thôn, bê tông hóa 3 tuyến đường nông thôn, thực hiện 10 km đường đèn thắp sáng và nhiều hoạt động khác với tổng phúc lợi xã hội mang lại hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng. Mong muốn của tụi em đến với chiến dịch lần này là cho các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế có một cái nơi để các bạn trải nghiệm thật sự một cái mùa hè mà các bạn làm tình nguyện, cống hiến hết mình, sức trẻ, nhiệt huyết của mình cho bà con ở đây. Trên tinh thần làm dân tin, ở dân thương, đi dân nhớ và lấy chuyên môn làm tình nguyện, tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tự hào viết tiếp hành trình những ngày xanh, góp sức trẻ cho quê hương Bác Sáu Dân ngày càng giàu đẹp. Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022 với 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Các nhiệm vụ giải pháp cụ thể như tập trung thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, gắn phục hồi tăng trưởng các ngành kinh tế về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu tổng sản phẩm toàn xã hội GRDP tăng trưởng 6% so với năm trước, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng thu ngân sách đạt trên 6.500 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 630 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là một trong những lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại từ dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ kịp thời các cơ sở này phục hồi hoạt động, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 quy định về chương trình chính sách tín dụng hỗ trợ. Ngay khi nghị quyết được ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã triển khai ngay đến đối tượng thụ hưởng. Tuân thủ việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của cả nước và địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đều phải tạm ngưng hoạt động trên 10 tháng. Sau đó, các cơ sở này tiếp tục đối mặt với khó khăn do cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp, nhiều trang thiết bị, đồ chơi, giáo cụ cần sắm mới. Ngoài ra, cũng phải mua sắm vật tư y tế phòng dịch theo quy định. Vì vậy, triển khai giải ngân kịp thời tín dụng chính sách theo quyết định số 11 đến các trường mầm non ngoài công lập là hết sức cấp thiết. Cái nguồn vốn trường thì vay được 100 triệu là kịp thời để mà hỗ trợ cho nhà trường trong cái lúc mà khó khăn để mà tu sửa lại, sơn sửa lại đồ chơi, đồ dùng, rồi trang thiết bị, rồi mua cái đồ phòng chống dịch COVID.
cho trẻ. Giải ngân của ngân hàng chính sách xã hội này á, nó giống như là nắng hạn mà gặp mưa rào đó, rất là mừng. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vay vốn gồm nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập tư thục được vay tối đa 80 triệu đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non dân lập tư thục sẽ được vay tối đa 200 triệu đồng với mức lãi suất 3,3% một năm trong thời hạn tối đa 36 tháng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân cho 11 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh với số tiền 975 triệu đồng. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh để thực hiện cung cấp cái danh sách cho chi nhánh. Và sau khi được Sở Giáo dục cung cấp cái danh sách các trường, cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập, thì chi nhánh gửi các cái danh sách này về cho các phòng giao dịch. Thì qua cái thực hiện rà soát thì chi nhánh kịp thời là lập cái thông báo vốn để gửi về cho các đơn vị để tổ chức triển khai và thực hiện cho vay. Triển khai kịp thời chính sách vay ưu đãi đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có ý nghĩa quan trọng, góp phần duy trì, đảm bảo chất lượng giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Thưa quý vị, một vấn đề đáng lưu tâm là từ ngày 1 tháng 8 tới, muốn lưu thông trên các tuyến cao tốc, các phương tiện sẽ phải thực hiện việc dán thẻ thu phí tự động ETC theo quy định. Để thực hiện việc này, những ngày qua, rất nhiều phương tiện của tỉnh Vĩnh Long đã được hỗ trợ dán thẻ thu phí không dừng kịp thời. Những ngày gần đây, ngay từ sáng sớm, rất đông các phương tiện đã đến chi cục đăng kiểm tỉnh Vĩnh Long để được hỗ trợ dán thẻ ETC. Nhanh, gọn, tiện lợi, dễ dàng tạo tài khoản sử dụng là cảm nhận chung của các chủ phương tiện khi được hỗ trợ dán thẻ thu phí không dừng. Em biết thông tin là từ 1 tháng 8 là các xe phải qua trạm thu phí không dừng. Nên em tranh thủ đến đây dán thì cái thủ tục dán nó rất là đơn giản, được các anh hỗ trợ rất là nhiệt tình. Ban lãnh đạo của đơn vị cũng sắp xếp cho các anh em trong đơn vị để ra để hỗ trợ cho khách hàng dán tem phí không dừng theo chỉ thị 11 của Thủ tướng. Cận ngày 1 tháng 8, các cái lượng xe đến rất là nhiều. Anh em vẫn là hỗ trợ và có khi làm ngoài giờ luôn để hoàn thành cho các chủ phương tiện trước ngày 1 tháng 8. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long đã ban hành công văn triển khai đến các đơn vị có liên quan và các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng ETC. Hiện các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tích cực mở rộng các điểm dán thẻ, tổ chức dán thẻ trực tiếp tại các trạm thu phí, các trạm đăng kiểm và nhiều nơi trên địa bàn để người dân dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc dán thẻ, an tâm khi tạo tài khoản sử dụng. Mình đem theo chứng minh thư, card quẹt xe, giấy đăng kiểm xe và chụp hình bản số trước và ngoài sau xe. Trong vòng 5 phút là đấu nối thành công, thủ tục đơn giản. Đến thời điểm hiện tại thì qua quá trình triển khai thì khoảng trên 75% các cái phương tiện đã dán cái dịch vụ thu phí theo hình thức không dừng. Lưu ý sau khi mình dán thẻ thì ta phải nạp tiền đầy đủ, vì khi mà tài khoản không có đủ tiền mà chúng ta cố tình rào các cái tuyến đường có thu phí không dừng thì chúng ta có thể sẽ bị xử lý vi phạm theo nghị định 100 và nghị định 123. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay có khoảng 2,4 triệu phương tiện dán thẻ thu phí tự động không dừng, chiếm hơn 51% số lượng phương tiện phải dán thẻ trên toàn quốc. Theo Bộ Giao thông Vận tải, toàn quốc hiện có 113 trạm thu phí đã lắp đặt, vận hành hệ thống ETC. Trong đó, có hơn 60 trạm đã lắp đặt 100% các làn ETC. Người dân, doanh nghiệp cần nhanh chóng dán thẻ, mở tài khoản để thực hiện đúng quy định thu phí tự động khi di chuyển đến các tuyến cao tốc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, tiết kiệm thời gian khi lưu thông. Thưa quý vị và các bạn, phiên chợ xanh tử tế được tổ chức vào mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần ở thành phố Hồ Chí Minh, là nơi mua bán nhiều loại nông sản, đặc sản vùng miền của Việt Nam. Và điều đặc biệt là phiên chợ này được tổ chức không phải vì lợi nhuận, mà mục tiêu là hỗ trợ các làng nghề, cũng như nông dân, những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp trên cả nước. Và đúng như tên gọi, các sản phẩm cung cấp tại phiên chợ xanh tử tế đều có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất bởi những người nông dân tử tế. Trong thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn đến với hình ảnh về phiên chợ đặc biệt này.
xuyên chợ xanh tử tế không đặt cái công việc lợi nhuận vào trong phiên chợ này. Mà ở đây chúng tôi muốn giới thiệu cho cả nước, cho tất cả người dân của thành phố một cái hệ sinh thái, trong đó là có những người nông dân tử tế, họ canh tác, chế biến sản phẩm theo một cái quy chuẩn, tiêu chuẩn nhất định để làm sao mà sản phẩm mình đạt được chất lượng tốt nhất, an toàn, lành ra với thị trường. Thì tôi thấy đi cái chợ này rất là thoải mái, thứ nhất là xanh, sạch và người buôn bán này rất là lịch sự mà lễ phép nữa. Nên tôi rất thích, khi từ mở giờ tôi lúc nào tôi cũng mua cả. Ở đây hầu như tôi quen hết luôn, ai cũng thân mật như người nhà. Phiên chợ xanh tử tế đã trở nên quen thuộc với người dân từ nhiều năm nay và liên tục được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển. Mô hình này đã củng cố niềm tin cho người dân về thực phẩm an toàn, đồng thời thêm đầu ra cho người nông dân canh tác nông sản sạch. Và đến đây thì chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.